Nhớ tôi là một con chó. Anh nghe em không? Nó vẫn nghe thấy. À. Mọi người có cái gì đấy mới mẻ hơn không? Cho nó đỡ mệt được không? Buồn, đỡ buồn ngủ. Chứ cả ngày ngồi đây mấy ngày liền em cũng thấy hơi chán rồi. No. Đó. Không anh. Quá đủ rồi. Ôi tại sao chỉ có ngồi thôi mà cũng mệt là sao vậy? Em chỉ thấy buồn ngủ thôi. Anh còn dậy đi lại, em có được dậy đi lại đâu. Dậy đi lại bây giờ coi như là mất thời gian. Nhưng mà cơ bản làm video lúc đầu cái nào cũng mất mấy giây rồi ấy. Nhảy nhảy tí cho nó đỡ bị tụi giờ tới rồi đấy. Cái lúc đầu rồi. Anh có súng đẹp thế. Ơ à, con ong này. Anh mua à? Được. Để tặng à? Em cũng muốn có một cái con ong như thế ở cặp. Anh ạ. Em cũng muốn có ba lô mới nữa. À không, mình sẽ không dùng ba lô đi học nữa nha mọi người. Bây giờ mình phải dùng túi sách cho giống người lớn nha. Dù gì hôm nay mình cũng 21 tuổi. Qua là già. Chả mấy chồng mà mình sẽ đi lấy chồng. Ai sẽ là chồng tương lai của mình vậy? Có thể nói cho mình biết trước được không? Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. À, mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha. Sao anh toàn giấu máy của anh đi đâu vậy? Tôi mà gọi đi mà. Tao hết ký. Mẹ à? Mẹ ăn làm gì đây? Đang hun thịt à? Mẹ nhận cái bánh nhỉ? Nay chúc mình sinh nhật mẹ yêu nhé. Nha. Thế mấy nữa mẹ có quà gì cho con không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng. Thế đấy nhá, thế là quà quà cả hôm trước rồi nhá. Thì hôm trước đi làm tóc rồi đây. Đấy. Làm gì có. Bố đâu ạ? Đang đi tắm. Thế tí bố mẹ ăn gì ạ? Không nấu gì ạ? Ok nha mọi người. Con vẫn đang làm. Con đang chưa đi. Chưa. Và con biết rồi. Nguyên Tú cũng giờ đấy của con đây, có ai mua đâu. Thì đang bảo đăng phát lên, có ai lấy đâu. Vẫn đăng này. Nhưng mà thôi. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người những video sau nha. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh. Chào cô ạ. Ngại vậy. Đây là bức tranh của mình nha mọi người. Mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu nha. Con này chơi game. Làm quần quay à? Thôi con làm tiếp đây. Thôi con chơi game tiếp đây. Ôi ai hút thuốc. Mọi người ơi, mọi người ngửi mùi này sớm bị ung thư mất. Mùi thuốc. Đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài người ta mới dám kêu to như vậy. Anh chưa ra ngoài em cũng không dám kêu đâu. May thế người yêu mình không hút thuốc nên là mình sẽ không bị làm sao nha mọi người.
biết giờ này ở Hạ Long thì con gái nhảy không nhỉ? Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết như thế này nha. Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết vào đây nha. Ok em mọi người. Ô vãi cực. Em nghe là mồm anh nha. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha. Chưa chèn logo rồi. Đây. Em bay theo ta. Điểm ra ngoài nhá. Thì lấy luôn đi ăn.
Cái này ở cuối Bata. Ít luôn nhá. Ừ. Vui chơi nha. Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết như thế này nha. Đi. Em ăn cứ thơm. Vai, em bao em không bỏ anh. Mình sẽ tô hết như thế này nha mọi người ơi. Mình sẽ tô hết như thế này nha mọi người. Mình xong rồi. Đời mày có đi bỏ ở đây rồi. Mình sẽ tô hết như thế này nha mọi người. Giết tao luôn đi. Mày xong rồi. Mày cười. Ê, quá. Mình đây nha mọi người ơi. Mình sẽ tô hết như thế này nha. Ok nha mọi người. Mọi người đợi mình một xíu. Còn đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo nhé. Bye bye, bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh về một cái con này nha. Đây là một cây nấm lùn nhưng mà tròn nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này, nên là mọi người hãy theo dõi mình nha. Đây nha mọi người, mình sẽ tô hết vào đây nha. Và tiếp theo là lấy màu màu xanh đậm đi. Màu này mình sẽ cho vào bảo tàng nha mọi người. Ô, màu này cũng thế, màu này cũng thế. Có rất nhiều màu cần phải cho vào bảo tàng nha mọi người. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng thêm một hộp màu nữa thì mới đủ. Ok nha mọi người. Tụi anh lấy ông này. Ôi, chè kiếp. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô hết vào đây nha. Tại sao lại có con người bất chấp vì tình yêu này như vậy? Hay là phải chăng nó chỉ có trên phim Hàn Quốc?
là chỉ xem phim rồi. Ngoài đời có cái gì? Ông trời ơi. Ok nha mọi người. Cô cảm ơn cháu ạ. Mình sẽ tô vào đây nha mọi người. Mình sẽ tô màu cam như này nha mọi người. Đây nha mọi người. Ok nha mọi người. Mai đừng có kỳ vọng quá, nhiều lúc đầu nó thành đầu cu. Bình thường tôi bị kỳ vọng nhiều quá ấy, xong rồi đến lúc làm xong tóc như lông. Sẽ tô như thế này nha mọi người. Rồi, mai sẽ có thay đổi lớn nha anh em. Là tóc của em sẽ ngắn hơn. Nó sẽ có gì thay đổi chứ đâu. Nên cạo trắng hay cạo xanh nhỉ, nó chọn. Không nghĩ em có thời quen là cắt tóc hai bên thôi. Bình thường em làm trong ngắn hẳn luôn. Trắng luôn. À cạo ấy hả? Hai bên, áo ngoài cạo ấy là cái phần hai bên này này. Cái phần mai nên cạo trắng hay nên để ít tóc ấy? Để tóc. Để tóc thì đẹp lúc đấy. Đợi đến Tết cũng mấy ngày rồi. Đây nha mọi người ơi. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nhé. Từng lời anh nói xanh trời đưa lo. Ok nha mọi người. Không.
Đưa xe tô hết vào đây nha mọi người. Mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nhé.